Chị My là một trong số những hộ dân nhận được hỗ trợ từ mô hình nuôi gà. Hộ dân tham gia như chị được hỗ trợ 50% giống, 50% thức ăn và được hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc. Quy mô thực hiện 300 con một hộ với tổng kinh phí 30 triệu đồng, trong đó nhà nước hỗ trợ 15 triệu đồng, còn lại do hộ nuôi đóng góp tiền đối ứng. Sau hơn 3 tháng nuôi, đã cho hiệu quả kinh tế rõ rệt. Hiệu quả kinh tế của nó cao hơn, thứ nhất là mình thấy cái giá thành nhưng mà thị trường thì nó cao hơn so với những loại gà khác. Thứ hơn nữa là thời gian của mình nuôi thì nó sẽ ngắn hơn. Nhưng từ gà này thì mình có thể nuôi từ 3 đến 4 tháng, nhưng mà những cái loại gà kiến như là gà khác thì là có thể kéo dài từ 5 đến 6 tháng. Thứ ba nữa là mình thấy cái thị trường tiêu thụ cũng rất là rộng. Sau nhiều năm làm ăn xa quê, vợ chồng chị Nhi về lại quê với ước muốn khởi nghiệp, phát triển kinh tế từ chính mảnh vườn của gia đình. Biết đến mô hình trồng nấm bào ngư và được địa phương hỗ trợ, vợ chồng chị bắt đầu khởi nghiệp. Lúc đầu làm quy mô trên diện tích 180m² với 15.000 phôi nấm và nhập phôi từ nơi khác về nuôi trồng. Sau 5 năm, vợ chồng chị đã xây dựng cơ sở làm nấm gần 500m², tự làm phôi nấm và hình thành hợp tác làm nấm ở địa phương. Thấy hiệu quả thì gia đình bắt đầu là nhân rộng mô hình, được sự hỗ trợ của xã trong việc vay vốn thì gia đình mạnh dọn mở rộng đầu tư sản xuất. Đến nay thì cũng đã phát triển và giới thiệu thêm cho nhiều hộ dân trong xã, trong huyện cái mô hình này. Xác định vai trò quan trọng của kinh tế nông thôn, tỉnh Quảng Ngãi đã lựa chọn đưa ra người dân nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp phù hợp với từng địa phương để dần hình thành các sản phẩm đặc thù, mang lại thu nhập bền vững. Kinh tế nông thôn được xem là trọng tâm để phát triển. Chúng ta đã có chương trình OCOP, cũng là một cái chương trình rất là phù hợp với các làng xã, trong đó cơ quan nhà nước để định hướng hướng dẫn về thị trường, về bao bì, về nhãn mác, về tập huấn, tất cả. Còn người dân phải chủ động trong việc phát huy được sản phẩm đặc thù của địa phương. Đây là một trong cái kênh để phát triển kinh tế nông thôn, góp phần xóa đói giảm nghèo của người dân. Lựa chọn đúng và trúng các mô hình để hỗ trợ phát triển sản xuất đã giúp cho nhiều hộ dân ở Quảng Ngãi nâng cao hiệu quả kinh tế, thoát nghèo bền vững. Các mô hình khuyến nông góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững.